Dạ vâng, em chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Nghèo Vùng Cao ạ. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt tại cửa hàng bán tam thất với lại những cái mặt hàng dược liệu ở trên Tây Bắc. Thì hôm nay em có phải đi mua một số cái món. Thì đây là những cái mà hôm nay em phải mua này. Sổ của em thì nó dày lên nhanh lắm các bác ạ. Tại vì là rất là nhiều bác đặt mua. Hôm nay thì có chị Linh ở Quảng Ninh là mua 3 cân gạo nếp cẩm này. Rồi là có Nguyễn Xuân Phương này là mua gạo sáng cù 3 cân. Còn là cô Nguyễn Thị Hồng Vân thì là mua 1 cân tam thất 52 củ và xay luôn. Thì cô có mua thêm 5 cân mật cả sáp nữa. Ngoài ra thì có anh Hoàng mua đẳng sâm, nhưng mà đẳng sâm này là đẳng sâm tươi nên là phải chờ. Cái đẳng sâm này còn có khá là nhiều người mua, khoảng 50 cân cơ, nhưng mà em chưa có hàng. Có gì hôm nào mua được hàng em sẽ gửi cho các bác sau nhé. Bây giờ thì em vào đây em mua cái tam thất khô cho cô Nguyễn Thị Hồng Vân cái đó. Rồi ok, chào cô nhá. Đây là cái tam thất mà cháu mua cho cô này. Đây là 1 cân này. Đấy, đây là cái loại 52 củ cho cô nhá. Cái này là cái loại khô. Nếu mà tươi thì củ nó phải rất là to, nó mới được cái củ to như này. Chị nhận hộ em cái. Đấy, bây giờ đếm đàng hoàng nhé. 2 củ nhỏ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 này, 42 này, 43 này, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 củ. Đấy, tròn 52 củ nhá cô nhá. Đấy, bây giờ là bắt đầu cho vào máy xay này. Máy này là máy to nhá. Cái này phải xay từng củ một, tại vì củ nó to nó dễ bị kẹt. Đây là máy chuyên để xay tam thất với lại xay hạt đồ, máy chuyên dụng đấy. Thơm thế nhỉ, toàn mùi tam thất. Xay 1 cân này sẽ mất khoảng độ 3 đến 5 phút mới xong. Cái củ tam thất này là cái loại tam thất nguyên chất nhá, chưa có bị xào nấu gì đâu, cho nên là cái mùi nó vẫn còn rất là thơm của các bác ạ. Cái này là em đang mua cho Hương.
mua tam thất tươi rồi, nhưng mà cô bảo là củ nó hơi nhỏ nên là hôm nay là chuyển sang mua tam thất khô. Thì cô ấy bảo là tam thất tươi thì cô mang về cô lại vẫn phải phơi ra để cô nghiền, nên là em tư vấn cho cô là mua tam thất khô luôn, không là em hộ nghiền luôn. Bây giờ em quay luôn quá trình nghiền tam thất cho cô ấy luôn để nó minh bạch luôn. Không nhiều người lại bảo em lấy cái loại củ tam thất nhỏ hơn đi xay cho cô thì nó lại hay. Thế này là em thường hay mua hộ mấy cái đồ thảo dược hay là mấy cái đồ đặc sản phía Tây Bắc ấy. Là em phải giữ cái uy tín của em, chứ không là các bác phải bảo em cái này cái kia thì nó lại không hay các bác. Cái này xay lâu lắm, phải xay từng củ một. Bây giờ được 4 phút rồi còn chưa xong. Nếu mà nữa là quý cô bác sống ấy, có cái loại máy xay như thế này hoặc là máy xay tương tự mà có thể xay được tam thất thì quý cô bác có thể là mua về để xay nhé, mua về tự xay nguyên củ tự xay. Không thì là em sẽ hỗ trợ quý cô bác là xay luôn tại như thế này. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều các cái loại thảo dược, các loại dược liệu hay là những cái loại đặc sản nhé quý cô bác nhé. Đấy, ở bên kia là các loại hoa như kiểu là hoa hồng này, rồi là hoa cúc để hãm trà uống. Bên kia là các loại lá như dân dương hoắc, rồi là các loại trà. Ở đây là có rất là nhiều cái loại rượu ngâm sẵn. Còn đây là giới thiệu với quý cô bác cái món nụ tam thất này. Nụ tam thất này là chủ yếu là cái loại nụ 850 thôi, không có nụ nhỏ, nụ xấu đâu, nụ xấu thì bán hết rồi. Và nụ xanh thôi quý cô bác nhá, nụ tam thất Bắc Hà. Còn đây là cái tam thất khô của người ta này. Cái này là cái loại củ vừa nãy em mua cho cô Hương. Là cái loại 52 củ. Loại này là cái loại nhỏ hơn này. Đây là loại nhỏ hơn nhá, nó có khoảng 60 mấy củ cơ. Nhỏ này thì rẻ hơn, khoảng 700-800 ngàn. Đây nữa này, đây cũng loại nhỏ nhá. Còn nếu mà củ to hơn thì ở thế này, đây là loại củ to hơn, khoảng mấy củ một cân. Đây là loại củ mà 30 mấy củ thôi, 32 củ một cân, khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu một cân. Cái này to lắm. Đây cũng là 32 củ một cân này. Nói chung là có rất là nhiều cái đồ thảo dược. Ở đây có cái dạ dày nhím này. Đây là cao xạ đen nhé quý cô bác nhé. Đấy, giải độc gan này, tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị viêm gan B, điều trị u biếu, mụn nhọt, thanh lọc cơ thể. Là một loại cao, nó mềm lắm, cao thảo dược thôi. Cái này vẫn là dạ dày nhím để chữa đau dạ dày. Cái này là hạt dổi nhé, hạt dổi mắc khén. À cái này này các bác này, có cái này hay này. Cái này là cao xìn xú Tây Nguyên, cao xìn xú của người dân tộc ở trên Tây Nguyên ấy. Cái này là hàng nguyên chất nhé. Cái này dùng để gọi là bôi trực tiếp lên
dương vật để cho nó kiểu kéo dài thời gian kéo dài cái thời gian quan hệ ấy. Đây nó dạng cao nước quý cô bác ạ. Có một loại nữa là cao bột, nhưng mà cao bột hiện tại nó cũng có, chỉ có cao nước này thôi. Đấy. Cái này dùng rất là dễ nhá, có hướng dẫn sử dụng đàng hoàng, quý cô bác có thể mua về dùng nhá. Cái này là 150 một lọ. Bây giờ ra xem cái chị kia, chị xay xong tam thất chưa. Dính hết vào đây. Cho túi là xong nhá. Cái này là em sẽ gửi cho cô Hương nhá. Cô Hương hôm qua gọi cho em từ chiều bảo vừa nhận được tam thất tươi, hôm nay em mua tam thất khô tiếp. Tí nữa cô Hương sẽ lấy thêm 5 cân mật ong có hạt sáp nữa, nhưng mà em phải đi chỗ khác mua. Ở đây thì bán tam thất với dược liệu nhiều hơn. Nhiều phết nhỉ. Xem nào. Nó bị hao tí không? Chắc nó dính vào máy. Không dính. Nó khô luôn. Thôi kệ đi. Này lúc xay ra nó sẽ bị hao một tí nhá, khoảng mấy gram thôi. 50 gram thôi nhỉ. Đồng đưa em xem. Để đầy xem nhé. Cái bột nó xay xong mịn lắm. Mịn như kiểu xi măng luôn ấy. Đây, nó rất là thơm nhá quý cô bác nhá. Đây mình có thể là mang về mình sẽ pha nước để uống, hoặc là có thể là ngâm mật ong.
Rồi, quý cô bác nào có nhu cầu mua tam thất hay là tam thất khô, tam thất tươi và tam thất xay bột sẵn như thế này có thể là bảo em nhé. Bây giờ em sẽ mang cái này về và sẽ đóng gói và gửi bưu điện cho cô Hương. Rồi, chào tất cả quý cô bác, hẹn gặp lại quý cô bác trong video tiếp theo của em nhé. Bye bye các bác.